nhẹ con nhung, với lại nhung bây giờ là nó lên Hòa Bình thì bà, xong rồi nó lấy bùa về để bỏ bùa cánh. Cái gì? Cái gì cơ? Đúng không? Ủa sao biết anh không nói trời ơi. Mấy hôm nay là người ta cứ lo lắng em đã bảo rồi. Sao mày biết mày không ngu nó mới mày biết nó ngu mày không anh nói luôn đi. Nào? Với lúc đấy là bỏ bùa cánh luôn. Ngu luôn mà mày biết sao mày chơi với Khánh bao nhiêu năm rồi mày biết. Thôi mày ơi đi về. Mày không nói luôn. Bây giờ Khánh ngấm bùa rồi. Bây giờ biết giải như nào? Bây giờ mày ơi đi về để tìm cách giải bùa cho Khánh lên. Bây giờ còn con Nhung nhá. Về cho đi ngay lập tức đi cùng mai hai mẹ con mình đi lên mình lập. Không ra nhà mà phải ngại quá rồi cháu không biết kiểu gì được mà làm cái gì mà ngại rồi có gì anh nói luôn cấp a vòng xấu hổ gì anh làm gì phải làm cái gì mà lối với thằng Khánh nhà đâu mà lối số hổ không nhưng mà cháu thấy ra đấy nhìn mặt Khánh nhìn mặt bà với Ngọc đây cháu gì nó làm sao cứ làm sao bây giờ cháu anh làm sao bảo bà với Ngọc này. Bây giờ Khánh không phải bị ốm đâu bá. Khánh không phải bị ốm đâu. Anh biết cái gì đúng không? Rồi, biết cái gì phải nói luôn. Cháu bây giờ cháu mới thấy. Trời ơi anh ơi sao anh không nói sớm. Thôi hắn sao mày biết mày không ngu nó mới mày biết nó ngu mày không anh nói luôn lúc nào? Với lúc đấy là bỏ bùa Khánh luôn. Rồi. Mày biết sao mày chơi với Khánh bao nhiêu năm rồi mày biết. Thôi mày ơi đi về. Mày không nói luôn. Mày đã nói chứ. Cháu mới biết thôi chứ không phải cháu biết lâu rồi bà. Đi biết bảo anh rồi, anh biết thì anh phải nói. Bây giờ anh biết con Nhung, mẹ con Nhung làm như thế chuyện tay hình như vậy mà anh không bảo bây giờ Khánh nên ngấm bùa rồi. Bây giờ biết giải như nào? Bây giờ mày ơi đi về để tìm cách giải bùa cho Khánh lên. Yên à, yên sao để nghe nói đâu, mày biết từ bao giờ? Thì hôm trước bà biết cháu ra cháu tìm cô tươi đấy mẹ Nhung đấy hôm đấy là cháu định nói cho bà biết nhưng mà là mẹ Nhung lấy đứa con trong bụng Nhung ra để dọa cháu. Ôi mày ngu lắm toàn là mày chơi nó bao nhiêu năm mày biết mày không nói luôn mình dọa con nó trong bụng nó nằm nó đi đâu được mày em đã bảo anh rồi biết mẹ con làm gì phải bảo em luôn bây giờ anh biết là để bây giờ Khánh bị ngấm bùa ở đâu nữa. Anh biết mà anh không bảo đến lúc ấy em mà mày vừa nói đi đâu bà đi đâu ấy đâu bà lên tiết Hòa Bình ấy bà trời đi lúc nào nhỉ à cháu đi hôm bà đi đâu mà đi chơi nhà bạn sao đi cả ngày trời đấy chứ thôi cháu không biết nó thế bảo anh biết là... mà không bảo sớm nào bây giờ tại... làm sao cái hôm đấy là gặp em từ mình nói nhanh như thế nào xong là anh mới biết cái Nhung nó bảo bỏ bùa chứ còn anh cũng biết đâu mới biết đây ấy nên là biết thì phải nói luôn chứ. Bây giờ Khánh nó ngấm như vậy rồi, bây giờ anh em không biết nào, nó tao đang ngay, tao đang bảo bà Tươi là bài làm gì thằng Khánh mà bài không nhận cái đàn là mồm bài cứ dớn lên bài bảo là không phải là bài làm không có bằng chứng. Anh có bằng chứng không? Mày có cái gì để làm bằng chứng không? Không, bây giờ cháu chỉ biết vậy thôi, cháu thấy thương Khánh quá, cháu bây giờ cháu mới ăn năn cháu thương nó không nói từ sớm giờ biết làm sao mẹ ơi. Chắc con đi vài đây mẹ ơi, con đi vài cái gì yên. Anh biết là bỏ bùa như nào không? Ngọc ơi bây giờ cũng phải từ từ để mà giải quyết đã. Cứ từ từ bình tĩnh đã để xem bình tĩnh để... cái gì? Bình tĩnh bây giờ chứ không biết giải quyết như nào. Là phải giết ổ kia không kìa. Không được bà ơi, bây giờ bà phải giết bộ Tươi cái mẹ nó. Bây giờ giết thì anh nào giải bùa cho Khánh được. Bình tĩnh đã, hỏi sao giải này? Bùa chỗ nào? Đấy. Hỏi không biết giải chỗ nào này. Bây giờ nhà mình đi tìm được chỗ nào, biết là chỗ nào mà tìm. Cháu chỉ biết là bà ấy bỏ bùa thôi, chứ còn cháu không biết là bà để bùa đâu cơ bà. Nên là bây giờ biết mà không nói sớm trời ơi khổ quá. Bây giờ không biết lối nào một lần. Bây giờ muốn tìm một cái bùa cũng khó. Bây giờ tìm cách chữa bệnh anh Khánh cũng khó. Bà kia thì bà không bà cái gì chứ.
anh bây giờ em bảo thế này nhá, Ngọc ơi, anh ở nhà anh để ý cái Nhung ý. Cô đá vậy đi đi vào còn về cho cái mụ đẹp trần còn đá vậy mà 100 triệu tao nợ nó không bao giờ giả cái loại mất dạy. Bây giờ cầm giả gì mẹ? Hai người như vậy. Bà ấy khỏi muốn anh con cho bà đi tù luôn đi là còn cái gì mà không giả. Bây giờ là bà cứ bà với Ngọc là cứ bình tĩnh để giải quyết á, xong gọi công an để bắt gọi cái gì mẹ đập luôn cho mà chặt đi bà nhéo bây giờ bà đập bây giờ hỏng hết mẹ thì bà bây giờ bà mà đập bây giờ bà mà đập mẹ nó bà hỏng hết thì bà bây giờ gọi hỏng công cái an gì? Gọi, không gọi nó đi đâu còn cân Nhung nhá về cho đi ngay lập tức đi tù mai hai mẹ con mình đi lên mình làm cho ngay mình đi bây giờ mẹ không biết là Khánh đang đòi rút đơn kiện về bây giờ con đang bảo là đi rồi từ để xem bây giờ lấy cái biết là cái mua ở chỗ nào bây giờ nhà anh là Khánh không cho Khánh đi đâu mà cân nhưng mà Khánh cứ nghe là công tôi chấm đất nghe nào con thì bây giờ ấy rồi rốt lên rồi thầy rốt cái rốt được anh nhá rốt bà tươi lên rồi thầy còn bây giờ về để xử lý cái mục cái bà vả cho nó mất trận nó không để như thế này nó mất dạy mà mày biết chưa tao đã bảo rồi. Mình biết cái gì mình phải nói trước đây mình đã ao rua nhưng lúc đi trốn đi tránh mình đã cho nó đi cùng rồi xong là mình mới không nói với tao mình biết em nên nó hại cái Ngọc mà không nói với tao không đi giờ mình lại biết nó bỏ buồn mà không nói mình làm vậy làm bạn mình vậy mà được à hả thì cháu mới biết đây bán nên bây giờ cháu thấy dằn vặt đi nên là em cháu em đã dặn anh rồi mà anh không nghe em bảo anh là biết cái gì phải nói luôn em đã nghi rồi mà anh còn em đã nghi ngờ anh rồi mà anh còn cứ bênh cái Nhung anh cứ bênh nó thật bảo em biết rồi mẹ con nó là cái gì em đã đoán được cái mẹ con là nó có ý đâu rồi mà anh biết mẹ con là nó đi bỏ buồn Khánh nhưng mà không nói gì cả không cái thuốc không anh không giảm cái lúc này bây giờ Khánh Nhung giờ họ đến hôm nay em mặt Khánh Nhung không sao nó không ăn không ngủ bắt đầu là anh cùng bệnh nhá không mà anh thấy mặt ốm mấy ngày rồi mấy ngày ngác ra mấy cái này mới phải truyền suốt đấy à bật đống cái truyền tiêm bao nhiêu cái thuốc cổ kia mọi người ngơ ngác ra bây giờ biết nói mà để ốm chết thì nói à hả? Mẹ ơi, thế mà có cái bệnh anh nào nó bây giờ sai thì chịu tội bá. Bây giờ thì bá cứ từ để giải quyết xong rồi gọi công an để mà bắt để không, bây không. Giờ mình tìm mày đã, bây giờ mình bằng chứng đã bá. Anh ạ, bây giờ chủ yếu bây giờ anh cứ về anh theo dõi cái Nhung cho em. Mày giữ nó lại có công an nó mà biết được em mày bán. Mà mày đi ra đây bảo bác Nhung có biết không? Không, cháu bảo cháu trốn nó cháu đi đấy, cháu bảo là cháu đi có việc, cháu đi làm đấy là cháu ở nhà, cháu bảo nó. Anh theo dõi cho em, nó làm cái gì anh cũng theo dõi. Nhân cửa di động của nó có gì báo em nhá. Còn nếu mà anh để nó chạy mất ra, anh già hồn với em. Em mà nó mà chạy mất, em không bao giờ tha thứ cho cuộc đời anh luôn. Bây giờ anh biết rồi tại vì bây giờ anh không bênh anh nào cả bá. Bây giờ bá với chị thì... ấy bà với lại em là cứu bà để xem biết mà không nói ra thì há mồm nhưng mà nói đi nói ra để không nói năng gì đâu, bà anh phải đi đánh cho bà đe dọa thế anh mà sợ bà á đâu anh bà dọa cháu là bảo không cho cháu nhìn thấy mặt đứa con chuẩn bị đẻ này không đã. Có gì mày tưởng bà ấy đi vào tù này mày nhìn bảo bà ấy mang con về mà nuôi bà ấy phải dám anh cứ phải sợ bà bây giờ mày sáng mắt ra chưa tao bảo nọ tao đã sai lầm rồi không là mày mày biết là mày không nói nữa đi rồi để lúc nào thằng Khánh nó chết nó bắt đầu mày bị nói à hả đấy thì cháu thấy ăn năn quá hối hận thì bà bây giờ cháu bây giờ nếu anh hối hận rồi anh về anh theo dõi cho em được theo dõi nhất cử nhất động của nó nha nếu mà nó đi đâu anh cũng đi theo xem nó làm gì em nghĩ là con anh con Nhung này nó biết là mùa này chỗ nào đấy mẹ con thì nó thông đồng với nhau chắc chắn nó biết là bỏ đi đi về đi về để con giải cho con không bá đâu rồi nó bảo bá bây giờ bảo bao nhiêu năm chơi với nó mà đi giờ tự dưng nó lên để tôi cái mẹ con nó đã về đã hại rồi bây giờ đến lượt mẹ nào đây đi like bạn. Bây giờ bá về bá đừng có đánh mẹ nó bá. Bây giờ bá phải từ từ để giải quyết đã bá. Có không là bá nó đánh hỏng hết đấy. Anh bây giờ ấy, nhớ là anh phải theo dõi con Nhung nhá. Giữ nó lại có nó chạy mất đấy. Nó mà biết là em mà thương biết là bị anh Khánh bị bỏ mùa rồi nó chạy đấy. Anh nhớ đấy. Mày cấm chỉ con không được cho đi ra khỏi nhà còn mày đi khỏi nhà nhá. Mày không bao giờ rửa được tội mà không bao giờ thằng Khánh lúc nó tỉnh trốn mất anh thì mày theo dõi nó bá thôi bá Ngọc cứ về trước đi. Có chuyện gì phải bảo em luôn nhá. Hai mẹ con nó kiểu gì cũng hẹn gọi điện cho nhau đấy để ý nó đấy kiểu gì cũng thông đồng với nhau mày đấy. Tao về tao đưa cái điện thoại cho cái mụ đấy xong xem để nó nói với nhau thì mày như tao không chưa? Có gì tao quay hết lại tao lấy bằng chứng bá. Mày quay hết lại tao. Cứ ghi âm hết lại lấy bằng chứng chi em này em cần cho bà ấy nghe chứ còn bây giờ ai không biết ở nhà bà cứ vẫn buồn lên bà bảo là bà bảo là không có bằng chứng mẹ. Bây giờ mẹ bảo bây giờ bà thôi đánh thì lúc nào cũng được à bà tức tức lắm thôi nhưng mà bây giờ bà mẹ con nhà mình phải nghĩ kế. Không để cái mụ này nữa. Nhưng mà con bây giờ có phải về xem bây giờ tìm cách để xem chữa bệnh cho Khánh ấy. Khánh ở nhà mặt xanh xao. Dạ không chữa được em hiểu không? Bây giờ cái bùa đấy bây giờ phải tìm. Bài ấy vì gỡ nó thôi. Nhưng mà anh bảo Khánh sáng nay cho chạy ra ngoài cổng nó bảo nó gọi các quan vào nhà chơi cơ mà. Chẳng vậy. Chạy ra ngoài cổng bảo các quan vào nhà chơi xong rồi còn bảo là chạy trong nhà con đoàn khách quý. Mày không biết như nào đâu. Đi giờ thôi về đi giờ. Về xem về để tính giá về tính kế.
bây giờ làm sao mà để lấy được cái bằng chứng để cho hai mẹ con nó đi tù bây giờ anh ơi, anh cho con Nhung con này nó sẽ con này là con ba thôi anh cứ thế là con Nhung ở nhà em con tươi bà ơi con Nhung là cứ để cháu giải quyết mày trông con nó còn không thể để nó chạy thoát mày chạy thoát đời mày không bao giờ thằng Khánh nó tha thứ cho mày lúc nó mất tỉnh lại cho mày biết anh biết chuộc lỗi không muốn chuộc lỗi thì cứ phải con đi nhanh lên em về em xem Khánh đi về luôn đi Khánh nhá.